Bảng xếp hạng nhân vật hot nhất của Mao Zan, La Vân Hy sánh ngang với Tiêu Chiến. La Vân Hy khẳng định độ hot sánh ngang với Tiêu Chiến. Mới đây Mao Zan đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim và nhân vật hot nhất nửa đầu 2023. Nhiều cái tên quen thuộc với khán giả đều xuất hiện. Theo đó, danh sách phim truyền hình chiếu đài có nhiệt độ cao nhất lần lượt Cuồng Phong, Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Hậu Lãng. Những phim chiếu mạng hot nhất Trường Nguyệt Tận Minh, Trọng Tử, Mùa Dài Đài Đẵng. Đây là kết quả không bất ngờ khi toàn là những phim chất lượng của dàn ngôi sao hàng đầu showbiz. Không khó để nhận ra những phim chiếu đài thành công đều là thể loại chỉnh kịch kén người xem, khẳng định khả năng diễn xuất ổn định cũng như kịch bản chặt chẽ được đầu tư chỉn chu. Cùng với đó, Mao Zan cũng công bố bảng xếp hạng nhân vật hút fan nhất. Bất ngờ là vị trí đầu tiên thuộc về La Vân Hy với nhân vật Đàm Tài Tận Trường Nguyệt Tận Minh. Tiêu Chiến là quán quân mảng phim chiếu đài với nhân vật Tiêu Xuân Sinh Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Không ít người cho rằng vị trí top 1 của La Vân Hy là không xứng đáng. So về độ thảo luận thì nhân vật của Bạch Lộc chiếm nhiều hot shot hơn. Sự thành công của Trường Nguyệt Tận Minh đã đưa tên tuổi Zan Cross trở nên một tầm cao mới. Bạch Lộc vươn lên ngang hàng với Dương Tử Địch Đệ Nhật Ba, liên tục nhận được nhiều hợp đồng phim lẫn quảng cáo xa xỉ. Về phía La Vân Hy, nam diễn viên được đánh giá hot nhất nhì trong dàn sao nam hiện tại.